Xin chào anh em, hôm nay em tiếp tục hướng dẫn anh em cách unlock Nokia 6310i nhé. Đây là nhà mạng T-Mobile anh em này. Đây, thông tin email của nó là T-Mobile UK này, 0742 này. Để em lắp cái sim vào. Cái giờ này. Cắn lại cái sim này xem nào. Nó có cái dòng chữ như này là nó chưa unlock đâu anh em ạ. Code thì em mua rồi này anh em này. Đấy, thông tin nhập code này. Thằng này. P kép cộng 3249 2635 2635 341 3241 420 cộng 5. Cẩn thận nhập sai là nó không được. À đây, nó có dòng chữ như này là được rồi anh em này. Đấy, nó khởi động lại thế là ok rồi. Cắm sim lại anh em thấy. Đấy, khởi động vào đây là được rồi đây anh em ạ. Ui, Hello Zone này. Chắc máy của anh Zone. Ui, Viettel sóng full luôn anh em nhé. Gọi thử có chính không nữa nè. Ok rồi đây anh em ạ. Sóng full luôn nhé. Sao tăng 06 tăng đuôi 071.